Thưa quý vị, thưa các bạn, so với các ngành khác, ngành công nghiệp điện tử của nước ta mặc dù hình thành chậm nhưng có tốc độ tăng trưởng khá nhanh qua các năm và ngày càng đóng góp vai trò quan trọng hơn trong sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của nền kinh tế. Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đặt ra yêu cầu về những giải pháp mạnh mẽ cũng như sự chuẩn bị về năng lực cạnh tranh và công nghệ để ngành công nghiệp điện tử của nước ta có thể tham gia vào sâu hơn chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu. Việt Nam hiện đứng thứ 12 thế giới về xuất khẩu mặt hàng điện tử với hàng chục tỷ đô la Mỹ một năm. Con số này cho thấy sự đóng góp ngày càng lớn của ngành công nghiệp điện tử vào nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, ngành công nghiệp điện tử vi mạch của Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức do phần lớn giá trị xuất khẩu khoảng 95% đều nằm trong khu vực FDI, trong khi các doanh nghiệp nội địa vẫn chưa đủ sức tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và có đến 77% giá trị sản phẩm là hoàn toàn nhập khẩu. Nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành điện tử Việt Nam phần đông là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực điện tử, các doanh nghiệp Việt Nam rất cần nắm bắt cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chiến lược tiếp cận thị trường quốc tế một cách hiệu quả và phù hợp. Khó khăn lớn nhất mà liên quan đến doanh nghiệp mà như Inox chúng tôi ấy, thì thực ra chúng tôi thì nắm giữ cái công nghệ vật liệu và đảm bảo cái chất lượng của vật liệu của những sản phẩm nó rất là tốt và ổn định. Tuy nhiên ấy, thì anh biết là thị trường hiện tại thì cái cạnh tranh người ta quan tâm nhiều rất nhiều đến giá cả. Trong khi đó thì cái câu chuyện giữa chất lượng và giá cả thì đôi khi nó sẽ không song hành. Nhưng mà về quan điểm của công ty của chúng tôi thì chúng tôi sẽ luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Và chúng tôi luôn mà làm sao đó chứng minh cho khách hàng thấy là họ sử dụng cái sản phẩm, cái vật liệu của chúng tôi là họ có thể yên tâm về cái chất lượng sản phẩm của họ và để từ đó họ có những cái lựa chọn cho thật là đúng cho những cái đầu tư của họ trong trong sản phẩm. Bản thân chúng tôi thì phải tự nâng cao năng lực quản lý bằng cách là chúng tôi tham gia vào các cái khóa huấn luyện hoặc chúng tôi cố gắng để đạt được chứng chỉ ISO. Như công ty chúng tôi thì hiện tại cũng có đạt chứng chỉ ISO 9001 2015 về mặt quản lý chất lượng. Đồng thời chúng tôi cũng tham gia các cái khóa huấn luyện cho các bạn công nhân, kỹ sư để nâng cao các năng lực về ngoại ngữ cũng như là về quản lý chất lượng. Cơ chế chính sách và môi trường hoạt động mới đã tạo động lực cho ngành công nghiệp điện tử Việt Nam hồi phục và phát triển mạnh mẽ. Với cơ chế mở, thông thoáng, sự hấp dẫn của thị trường nội địa và các nguồn nhân lực dồi dào, công nghiệp điện tử trong giai đoạn này trở thành một trong những ngành thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất. Theo các chuyên gia, năm 2019 đánh dấu những thay đổi mang tính đột phá cho ngành điện tử Việt Nam, bao gồm xu hướng chuyển đổi hoạt động sản xuất linh kiện điện tử từ các thị trường quốc tế sang Việt Nam, sự ra đời của nhà máy điện thoại thông minh Vsmart của Vingroup và đặc biệt Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu EVFTA được ký kết hứa hẹn mở ra nhiều cánh cửa mới cho ngành điện tử Việt Nam. Cái đây là một cơ hội rất là lớn đối với tất cả các doanh nghiệp mà đang thực hiện sản xuất ở tại Việt Nam. Đánh giá chung cho cơ hội này thì bọn tôi thì cũng đang nỗ lực để mở rộng rất nhiều cái sản xuất, nâng cao cái chất lượng sản xuất, nâng cao cái chất lượng dây chuyền, máy móc thiết bị để có thể bắt kịp được cái xu thế này. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng quá trình toàn cầu hóa được đẩy lên nhanh chóng tại khắp các quốc gia, kể cả Việt Nam, đã dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt trong sản xuất ngay tại thị trường nội địa khi xuất hiện ngày càng nhiều các nhà cung cấp phụ trợ cho các ngành công nghiệp chính. Do đó, cần chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành điện tử, một ngành mũi nhọn của nền kinh tế. Chúng tôi nghĩ rằng là hiện nay trong cái quá trình hội nhập thì các doanh nghiệp Việt Nam thì có rất là nhiều các cái lợi thế về địa lý đối với các cái nhà và sản phẩm cuối cùng của chúng tôi. Các nông Việt Nam chúng tôi thì luôn luôn có rất là kỳ vọng là các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được hỗ trợ từ chính phủ về mặt tài chính. Rồi doanh nghiệp Việt Nam có cái thực sự có cái chiến lược lâu dài để phát triển ổn định và chúng tôi luôn luôn là cử các cái nhân viên, cử các cái chuyên gia của chúng tôi để hỗ trợ về mặt hệ thống quản lý chất lượng, về mặt hệ thống kỹ thuật và họ cả có cái hệ thống là nâng cao cái năng lực sản xuất, cải tiến để có thể là cùng doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững. Theo nhận định của các chuyên gia, khi ngành điện tử Việt Nam xây dựng được mạng lưới các nhà cung cấp trong nước có năng lực cạnh tranh toàn cầu thì sẽ giúp giảm rủi ro về chuỗi cung ứng, thời gian giao hàng và chi phí, đồng thời cũng sẽ hỗ trợ gia tăng tính linh hoạt của ngành điện tử nói riêng và kinh tế nói chung, giữ được chân doanh nghiệp FDI hiện có và thu hút nguồn FDI mới.